sông, hằng có Chúa chăm sóc từng ngày. Đi trong hồ sông, có những dòng cỏ tràn đầy. Đi theo Ngài, không còn vững vàng, vì biết Chúa. Trời cao
Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con. Hãy đếm. Bây giờ chúng ta có bao giờ ngồi đếm bao nhiêu ngày của chúng ta không? Khi mà chúng ta đi vui chơi thì chúng ta không bao giờ đếm ngày, phải không? Xây qua xây lại thấy sao hết ngày. Còn khi mà chúng ta đi làm việc á, thì cứ ngó đồng hồ hoài sao nó không nhúc nhích. Xây qua xây lại đồng hồ nó cũng còn ngay bon đó mà chưa có clock out về. Mà tại sao vậy? Tại vì chúng ta cứ ngồi đó chúng ta đếm cái ngày. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta đếm cái ngày ở trên thế gian này. Chúa muốn chúng ta đếm cái ngày mà chúng ta sẽ gặp mặt Chúa. Ai muốn tìm gặp mặt Chúa? Ai nấy sợ nói gặp mặt Chúa là chúng ta sẽ gì? Chết. Nhiều người nói con gặp mặt Chúa là con phải chết. Chúng ta có cần phải chết để gặp mặt Chúa không? Không. Chúng ta có thể gặp mặt Chúa bây giờ được. Làm sao? Trong lúc chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta đoan đối diện với Ngài đó. Tại vì lời Ngài phán ra là lời của Đức Chúa Trời. Ngài phán ra chúng ta đó là chúng ta đang gặp mặt của Ngài. Chúng ta đang cầu nguyện là chúng ta đang gặp mặt Ngài. Và chúng ta đang hát thờ phượng Chúa là chúng ta đang gặp mặt Ngài. Chứ đừng nói là con muốn gặp mặt Ngài thì quý vị sợ nói bây giờ tôi phải chết. Không, chúng ta không cần phải chết để gặp mặt Ngài. Chúng ta gặp mặt Ngài là chúng ta sống. Những người nào không tin thì mới chết. Thì sẽ không gặp mặt Ngài. Chỉ gặp gì? Gặp sự phán xét mà thôi. Cho nên chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta cần phải gặp mặt Ngài. Mà tối hôm nay tôi muốn chúng quý vị gặp mặt Ngài. Gặp mặt Ngài thì Ngài cho chúng ta biết là cõi đời đời không có ở trên thế gian này. Cõi đời đời mà Chúa đã thiết lập cho cuộc đời chúng ta là khác với những tôn giáo trên thế gian này. Cái gì là tạm thời? Chúng ta làm tạm thời, thân xác này tạm thời, tất cả làm tạm thời, chiếc xe là tạm thời. Giống như tôi nói, chiếc xe một chút nữa, trong vòng một năm là nó mất giá. Cái đồ, tất cả đồ vật trên thế gian này là tạm thời, để một chút là cũ. Cái dù này tôi để ngoài vài bữa nó sẽ cũ, đó là tạm thời. Nhưng mà cái gì còn lại đời đời và tâm linh. Cho nên mỗi ngày Chúa biến đổi tâm linh của chúng ta để thích hợp cho cõi đời đời. Tại tâm linh chúng ta không đổi mới thì chúng ta không thể thích hợp cho cõi đời đời. Đồ gì mà tồn tại? Giống như ai nấy mua xe cho tốt để gì? Chạy cho nó lâu. Còn ai mà mua xe mà xe cũ mà người khác đã dùng rồi, chạy mà for rent, chạy xe mà xe mướn á, giống như Sư Hải chạy xe mướn á, xe đó nó sẽ dễ hư. Nhưng mà cái gì của chúng ta giữ? Bởi vì Chúa giữ chúng ta những điều đó để chúng ta có tồn tại đời đời. Thì Chúa giữ gì? Tâm linh chúng ta. Chúa giữ tâm linh chúng ta để tồn tại đời đời. Chúng ta không thể diễn đạt được cõi đời đời đến khi chúng ta được sự bày tỏ của Ngài. Đôi khi tôi nói bây giờ mình nhìn cái ra ngoài biển, mình nhìn một khoảng trống đó, thì mình nói đây là cõi đời đời bao la. Ai đây đi Điện Biên biết liền, phải không? Ban đêm mà không thấy tối ôm, chúng ta sẽ gì? Nhìn một cái gì? Cái cảnh thấy bao la. Nhưng mà thật sự con mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy có chừng 10 dặm là hết rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta nhìn lên trên đây, bây giờ chúng ta nhìn lên cao thì cao. Cái đó có phải đời đời không? Có thể, nhưng mà chưa chắc đời đời. Tại vì khi mà chúng ta đi lên nữa, thì chúng ta sẽ đụng một cái điều gì đó. Nhưng mà đối với Chúa, cõi đời đời là Chúa muốn chúng ta đến với Ngài mãi mãi. Và chúng ta ở với Ngài mãi mãi. Chứ không phải giống như một tôn giáo mà nói là khi mà chúng ta chết rồi, cái linh nó bay theo ánh sáng là đi. Kêu là cái gì? Miền cực lạc, phải không? Đi quá cực rồi lạc luôn. Chúng ta đi lạc luôn. Cho nên cái gì mà người ta có thể diễn tả, chúng ta không thể nói đó là cõi đời đời được. Chỉ là khi chúng ta cảm nhận được ở bên Chúa, đời đời là không phải sự tạm bợ. Đó là tâm linh của chúng ta. Tâm linh không bao giờ thay đổi ở trong Chúa. Cho nên thế giới linh, chúng ta có một nơi chốn đó mà chúng ta không hề biết. Điểm thứ nhất, chúng ta tối hôm nay chúng ta chỉ định nghĩa và sự đặt đẩy trong tấm lòng mà thôi. Chúng ta chỉ định nghĩa cõi đời đời như thế nào. Trước nhất, chúng ta xem trong Thi Thiên đoạn 90 câu 1 câu 2. Lạy Chúa,
Từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Cái cõi đời đời của Chúa lập ra trước khi. Có người nói là Tin Lành ra sau các tôn giáo khác. Đúng, tôn giáo Tin Lành ra sau tất cả các tôn giáo khác. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta có trước khi tất cả mọi lời nói có thể phán ra. Chữ trước khi chữ có thể viết ra, trước khi vũ trụ này có, là Đức Chúa Trời chúng ta đã có rồi. Cho nên nói là cõi đời đời là những gì trước khi, những gì mà trước tôn giáo vẫn chưa là cõi đời đời, nhưng mà trước khi lời phán của Đức Chúa Trời, đó là cõi đời đời. Thì chúng ta thấy những gì trong xác thịt này thì không thể biết được. Vì chúng ta nói này, bây giờ trong xác thịt mình phải cảm nhận được. Bây giờ mình nói ok, bây giờ mình diễn tả giống như là gió đi. Bây giờ chúng ta không thấy gió, nhưng mà gió vẫn hiện hữu, phải không? Thì khi nào mà gió, chúng ta biết có gió được? Khi mà chúng ta đi ngược cái chiều để cảm nhận được. Có nghĩa là chúng ta đi tới chiều gió, chiều gió thổi đường này thì chúng ta đi tới. Còn khi mà thí dụ gió mà thổi hướng này, chúng ta cứ đi tới thì chúng ta không cảm nhận được. Nhưng mà khi mà gió mà đang thổi lại đây thì chúng ta đi tới thì chúng ta mới cảm nhận được. Thì trong linh của chúng ta như vậy, khi mà chúng ta bước tới cái cõi đời đời thì chúng ta có thể cảm nhận được không? Trong linh của chúng ta cảm nhận được khi Chúa đụng chạm chúng ta. Trong linh, ai đã được sự cảm nhận đó rồi? Tôi biết có một số chúng ta có thể cảm nhận được. Chúa cho những cái hiện tượng trong con người chúng ta. Trước kia chúng ta chống đối Chúa, trước kia chúng ta nhạo báng Chúa. Có nhiều người dùng danh Chúa để làm chơi, dùng danh Chúa để làm ăn, dùng danh Chúa để làm điều này điều kia nọ, trước kia là đó. Nhưng mà sau khi đụng đến cõi đời đời của Chúa, có nghĩa là đụng đến thần linh của Ngài, thì tất cả đều thay đổi. Cho nên chúng ta cái gì mà đi đến gặp Chúa thì chúng ta sẽ được thay đổi. Mà chúng ta chỉ đi theo cái chiều gió thì chúng ta không cảm nhận được. Có rất nhiều người biết trên thế gian này có Chúa Giêsu, biết có Đức Chúa Trời, nhưng mà không tin. Bởi vì sao? Họ chưa cảm nhận được cõi đời đời. Họ chỉ cảm nhận được những gì đang tạm bợ trên thế gian này. Trước nhất là chúng ta thấy gì? Trước nhất là chúng ta cần gì? Cái bụng này đang đói thì cần phải barbecue. Xin mời quý vị đến đây chút nữa có barbecue. Chúng ta mệt, chúng ta cần gì? Chúng ta cần phải nằm ngủ. Chúng ta cần cái gì trước mắt thôi. Thiếu tiền thì chúng ta phải đi làm, đi cài. Rồi chúng ta thiếu tình thì chúng ta đi lên online kiếm. Không, cái điều đó không cần, đừng làm gì đó, ok. Nhưng mà chúng ta tìm Chúa thì chúng ta phải biết rằng đây chỉ có một điều mà chúng ta phải cần biết. Đó là chúng ta phải hiểu được cái định nghĩa của cõi đời đời. Trong sách Jeremy nói như thế này: hãy nói với họ rằng những thần này không dựng nên trời và đất, chúng sẽ bị tiêu diệt khỏi mặt đất và khỏi bầu trời. Chính Đức Chúa Jehovah đã tạo dựng địa cầu bằng quyền năng Ngài, thiết lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài, trải rộng các tầng trời bởi sự hiểu biết của Ngài. Thì khi mà người ta chưa cảm nhận được cõi đời đời thì người ta chỉ muốn nhìn thấy một cái điều gì thôi, nhìn thấy những cái gì tạo nên. Thì con người tạo nên gì? Những thần trên thế gian này. Chúng ta có thể nắng được nhiều thần trên thế gian này, nhưng mà có bao nhiêu thần trên thế gian này chúng ta thấy còn tồn tại không? Có bao nhiêu thần tượng trên thế gian này khiến gió bão động đất sấm sét được không? Có bao nhiêu thần tượng này chứng minh là đấng cái thần tượng đó tạo dựng nên vũ trụ này? Không. Chưa có cái hình tượng nào, cái gì mà tạo lên chúng ta nhìn thấy trước mắt. Thí dụ cái tượng này nói linh lắm, cái tượng kia linh lắm, cái cục đó linh lắm, cái cục này linh lắm. Nhưng mà tất cả những điều đó sẽ bị gì? Tiêu hủy. Chúng ta đã nhìn thấy rồi, đã bị tiêu hủy. Hết thế kỷ này tới thế kỷ kia đều bị tiêu hủy. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời, người ta muốn tiêu hủy, nhưng mà tại sao còn lại? Trong thời xưa họ đã đốt hết Kinh Thánh, quý vị biết không? Có một lần trong lịch sử họ ráng đốt hết lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà có đốt được không? Chúng ta biết rằng khi mà lời của Ngài, Ngài không có đặt ở trên tờ giấy. Lời của Ngài phán ra
trong tâm linh chúng ta. Chúng ta có thể cầm cuốn Kinh Thánh chúng ta đội trên đầu. Người Do Thái họ để Kinh Thánh ngay trước cái trán để nhắc nhở họ. Nhưng mà những cái điều đó sẽ mất đi. Nhưng mà lời Chúa còn lại ở trong chúng ta. Vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ được. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Trên đầu, khi tôi nói bây giờ câu Kinh Thánh nào quý vị nhớ nhất? Câu gì? Jeremy 33:3, phải không? Khi mà nói, đó là lời của Đức Chúa Trời. Ai có thể đốt cháy được? Ai có thể phá hủy được? Bởi vì nó nằm ở trong đó rồi. Nó chứa trong đó rồi. Nó chứa trong cõi đời đời trong đó rồi. Không thể điều gì có thể phá được. Đó là cõi đời đời. Những gì, thí dụ chúng ta để cuốn Kinh Thánh ở đây, hay là để đâu ai có thể ăn cắp được? Tôi cũng bị mất Kinh Thánh mấy trận rồi. Quý vị có bị mất Kinh Thánh chưa? Kinh Thánh có để thể bị mất, nhưng mà người ta không thể lấy lời Chúa trong tâm trí của chúng ta mà đi vào tâm linh của mình. Không ai lấy được. Bởi vì những điều đó là cõi đời đời, không ai lấy được. Chúng ta nên nhớ điều đó. Cho nên bước qua một câu nữa, chúng ta thấy nè, trong Jeremy nói tiếp: khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động. Ngài khiến hơi nước bốc lên từ tận cùng trái đất, làm cho chớp lóe lên trong mưa, thả gió ra từ các kho tàng của Ngài. Mọi người đều trở nên u mê, thiếu hiểu biết, thờ bạc xấu hổ vì tượng thần của mình, vì các tượng đúc chỉ là giả dối, chẳng có hơi thở bên trong. Tất cả là giả dối. Trên thế gian này, tất cả là giả dối. Tại sao mà giả dối? Tại vì họ đã cho chúng ta tất cả là tạm thời. Thí dụ, chúng ta, tôi nhớ hồi nhỏ, khi mà mất đồ, thì chúng ta làm gì? Đi kiếm nải chuối trước, để cứu ông địa. Phải không? Mất đồ là kiếm nải chuối, đi cứu ông địa, giái ông địa, để tôi kiếm được đồ. Rồi chúng ta bị bệnh, chúng ta làm gì? Đi ra ngoài sân, giái lại trời mật, giái. Rồi điều gì nữa? Khi chúng ta cần cái điều gì trên thế gian này thì chúng ta kêu cầu những điều đó. Đó là những u mê của con người chúng ta. Trước khi chúng ta biết về cõi đời đời thì chúng ta chỉ biết trên con mắt xác thịt chúng ta thôi. Chỉ biết những gì tạm bợ chúng ta tìm kiếm thôi. Thì chúng ta tìm nó trước. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã biết cõi đời đời rồi thì chúng ta không còn u mê nữa, thiếu hiểu biết nữa. Bây giờ tôi rất tiếc là có một số con cái Chúa sau khi hiểu được lời của Ngài, sau khi được biết được lẽ thật rồi, nhưng mà vẫn còn bước trở lại cõi thể xác này, tạm bợ này. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta vẫn còn đi quay trở lại? Đây là cái câu hỏi nhiều người đã bị rơi vào đó. Bởi vì như thế này, chúng ta đang chấp nhận điều gì? Chúng ta ở trên thế gian, chúng ta giống như tôi nói là chúng ta không được quyền nói chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta bệnh. Không được quyền nói điều đó, bởi vì chúng ta chấp nhận điều đó. Thí dụ bây giờ chúng ta buồn một điều gì đó, chúng ta có thể buồn, nhưng mà chúng ta không chấp nhận nó để nó hành động trên chúng ta. Hay là chúng ta bị bệnh tật, chúng ta có thể chấp nhận nó và chúng ta không chấp nhận nó. Bởi vì khi chúng ta chấp nhận nó là chúng ta đang chấp nhận những gì tạm thời. Mà khi mà chúng ta chấp nhận cõi đời đời có nghĩa là chúng ta khước từ những gì tạm thời đó. Có thể chúng ta bệnh 5 năm, 10 năm, nhưng mà nó không bằng đời đời. Bây giờ có những thầy thuốc, họ dùng bùa thuật, ngải, họ trị bệnh chúng ta. Chúng ta làm không? Trước mắt chúng ta có thể, ôi giờ bệnh quá, giờ cancer rồi, sắp sửa chết rồi, cho nên tôi phải làm điều này. Nhưng mà chúng ta đó chỉ là có thể chữa được 10 năm, chúng ta sống thêm 10 năm nữa, có thể chúng ta sống thêm 20 năm nữa, nhưng mà chúng ta không thể sống đời đời. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời, chúng đều đồi bại, làm những việc ghê tởm, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người để xem có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Bây giờ Chúa nhìn xuống mọi loài vạn vật trên thế gian này. Chúa nhìn xuống. Thật sự nói Chúa nhìn xuống thì cũng không đúng, tại
Chúa đâu bài bài giống như người ta tưởng tượng trên. Chúa ở trong chúng ta, Chúa không cần nhìn xuống, Chúa nhìn thấu chúng ta, chứ không phải nhìn xuống. Nó rõ hơn là Chúa đang nhìn thấu rõ trong chúng ta. Bây giờ Chúa nhìn thấu rõ cái sự khôn ngoan của chúng ta như thế nào. Bây giờ đặt câu hỏi nè, chúng ta khôn như thế nào? Đối với quan điểm của chúng ta, khôn như thế nào? Có người khôn ngoan trong lời Chúa nói thế nào? Là tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời là cõi đời đời. Có ai đi đầu tư mà sẵn sàng nói là thôi kệ, có gì thua lỗ không sao trơn á? Không. Ai đầu tư họ cũng đặt cái gì? Cái hy vọng. Người nào làm điều gì cũng đặt hy vọng. Chúng ta quen người nào đó, chúng ta cũng nghĩ tới cái tương lai. Chúng ta ở căn nhà đó, chúng ta cũng nghĩ đến tương lai. Chứ không lẽ mà mới dọn vô nói sang suy nghĩ là ồ nhà này họ sẽ qua lại, chắc giờ bữa tôi kiếm nhà khác này. Hay là mới mua chiếc xe đó, chạy ồ chắc chút nữa tôi mua xe khác. Khi mà chúng ta có điều gì đó, chúng ta phải nghĩ cái tương lai. Chúng ta nghĩ tất cả là tương lai. Cho nên cái sự khôn ngoan chúng ta là gì? Những gì chúng ta tìm cái sự khôn ngoan của tương lai. Bây giờ tương lai với hiện tại. Bây giờ hầu hết chúng ta cũng lớn tuổi rồi. Biết ngày nào chúng ta nhắm mắt tắt hơi không? Không biết phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta không biết được. Chúng ta còn trẻ, chúng ta thấy còn lâu. Mấy đứa nhỏ, tôi giống như tôi nói nhà tôi có mua nước ngọt á. Mấy đứa nhỏ nó uống nước ngọt không có ngày mai. Tôi phải giấu nước ngọt. Còn chúng ta thì sao? Hốt một cái là thấy không xong rồi phải không? Những người nào tiểu đường nghe tôi nói điều này biết liền, hốt một ly nước ngọt cái là thấy không xong rồi, kiếm thuốc liền, chóng mặt liền. Tại vì chúng ta biết được, hiểu được. Thì con người chúng ta cũng vậy. Cái sự khôn ngoan của chúng ta, khi mà chúng ta nếm trải điều gì, chúng ta cảm nhận được, ok, bây giờ cái chuyện này tạm bợ, hay là chuyện đó đời đời. Tôi làm việc với nhiều người, tôi biết có nhiều người buôn bán, họ chỉ bán một người khách đó thôi rồi không có refer nữa. Tại vì họ chém người ta thẳng tay. Làm cái gì nữa, chém thẳng tay. Rồi người khách đó bye bye sau đó luôn. Nhưng mà cái người mà biết khôn á thì họ sao? Họ chém nhẹ nhẹ đúng không? Không, mình làm sao mà người để người ta không bác tiếp tục với mình. Đó là người khôn ngoan. Mình biết được cái tương lai, cái người đó trả lời. Còn nhiều người chỉ là một phát một là xong rồi, chém người ta rồi, người ta không muốn gặp mình nữa luôn. Chúng ta tìm cái gì? Cái sự khôn ngoan là chúng ta không tìm những gì mà chỉ một lần, nhưng mà chúng ta tìm sự phước hạnh nhiều hơn nữa. Có thể chúng ta tìm sự phước hạnh nào đó trên thế gian này, chúng ta có thể làm ra được nhiều tiền, enjoy life, đúng, không sao hết. Nhưng mà được bao lâu để chúng ta enjoy điều đó? Có thể là một thời gian, nhưng mà không thể cả cuộc đời chúng ta được. Tại vì ai đây đi vacation biết không? Đi từng lễ đầu thì nó enjoy lắm, nhưng mà từng lễ thứ nhiều bắt đầu chán rồi không? Nó muốn nhớ nhà rồi. Có một số người thích đi chơi ở Bora Bora. Ở Bora Bora thì đó một cái đảo, chỉ một cái dù, cái lều rất là luxury, một đêm khoảng 30.000 đô. Thì một số người họ thích ra đó, ước mong để ra đó. Nhưng mà khi bước ra đó rồi á thì chơi chừng 24 tiếng đồng hồ, sao chỉ có nhảy xuống lội rồi lên ăn, ăn rồi nằm đó nghe nhạc, nghe nhạc rồi nhảy xuống lội, lội lên ăn, ăn lên xuống lên nhạc, nhạc lên xuống ăn, cứ đi lặp đi lại rồi thì xong. Nói xong còn giờ chán quá. Bởi vì cho nên tôi nói có những điều trên thế gian này người ta có thể miêu tả để cho chúng ta ước muốn, chúng ta ước ao giống như người đó, chúng ta ước ao giống như người này. Có nhiều người ước ao tôi giống như Jeff Bezos, bây giờ tới 200 tỷ rồi. Ước gì tôi được 200 tỷ như Jeff Bezos. Trên thế giới này chưa ai giàu đến 200 tỷ. Phải không? Không. Ông cũng buồn thúi ruột ông. Mới vừa ly dị xong có 200 tỷ nhưng mà buồn thúi ruột. Đó. Thành ra chúng ta phải hiểu được, đừng ước ao điều gì mà đang mình nhìn thấy sự tạm thời trong sách Tiền Đạo. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. Cho nên cuối cùng Chúa
chúng ta đã hiểu rồi. Tất cả mọi người chứ không phải chỉ con cái Chúa thôi. Người tin Chúa và người không tin Chúa, Ngài đã tạo ra và Ngài đặt sự vĩnh cửu trong mỗi người. Đó là tâm linh. Chúng ta không phải là con trâu, con chó, con mèo. Chúng ta là con người. Trong con người có linh của Đức Chúa Trời đặt cái sự vĩnh cửu ở đó. Thì khi mà chúng ta biết rằng mình hiểu được những điều vĩnh cửu ở đó, thì chúng ta mới trân trọng được. Đôi khi chúng ta không có trân trọng được điều đó. Cái chuyện mà thờ phượng Chúa là cái chuyện rảnh rỗi tôi mới làm. Chuyện thờ phượng Chúa là khi mà tôi không có chuyện gì tôi mới làm. Hay là có một số người đi hầu việc Chúa nói là bởi vì đi kiếm việc không còn việc làm nữa, thôi tôi đi học mục sư. Hay là ở trên đời này chán quá, ai bỏ, giống như kiểu mà đi tu vậy á, không còn ai không có gì mà ham thích nữa, thôi bây giờ tôi đi tu, là có nghĩa là đi làm mục sư. Không, cái điều đó là hoàn toàn sai. Tại vì Chúa đặt cái sự vĩnh cửu đó thì chúng ta phải hiểu được và trân trọng, đó là tâm linh của chúng ta. Kết luận tối hôm nay, cõi đời đời có ba điều chúng ta phải nhớ. Cõi đời đời là chúng ta, trước nhất là chúng ta có tương lai. Chúng ta cõi đời đời là một thể chất vô hình, và cõi đời đời là sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên 16 nói như thế này: Con hằng để Đức Giê-hô-va trước mặt con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con. Vì thế lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ, thân xác con cũng được an nghỉ. Khi mà chúng ta hiểu được thì lòng chúng con sao? Linh hồn chúng ta mừng rỡ và thân xác cũng được an nghỉ. Hai điều này ai cũng muốn tìm hết á. Bây giờ á, thân xác thì muốn an nghỉ rồi, muốn khỏe rồi á. Bây giờ chúng ta tới đây là chúng ta relax. Thứ sáu, Friday night, là chúng ta relax. Mà thấy chạy lăn xăng nhiều quá. Chúng ta relax. Nói lại, lặp lại. Chúng ta relax, nghe đi rõ không? Chúng ta đang relax, sao đang nghỉ không? Đúng vậy. Khi mà thân xác chúng ta được an nghỉ thì linh hồn của mình sẽ mừng rỡ, hấp tấp hối hả, chạy đầu này, chạy đầu kia, chọt đầu nọ, thì linh hồn làm sao mừng rỡ được? Có nhớ tới Chúa được không? Không, lúc đó chỉ biết quần quật cuộc đời mình thôi. Sáng chạy đi làm, trưa đi làm, ăn trưa chỉ có 5-10 phút, ngồi trên xe còn cắn cái hamburger mà đang chạy. Hamburger nhiều khi cắn không kịp, mua đại cái bánh mì chạy luôn để ăn, rồi xong cái chiếc xe dơ hầy. Hối hả cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ không được cái sự mừng rỡ trong linh hồn của mình. Chúng ta có tìm sự mừng rỡ trong linh hồn không? Chắc chắn ai cũng muốn tìm trên á. Nhưng mà nghe tới là gì? Tôi bận. Đúng, ai cũng bận hết á. Tôi cũng bận nữa, tôi cũng chạy một hơi, điện thoại rang ào ào, biết. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải hỏi, đôi khi linh hồn con muốn được mừng rỡ thì con phải, cái xác này phải an nghỉ. Cái xác này không an nghỉ thì linh hồn này con không thể mừng rỡ được, không thể mừng rỡ được. Thế thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời đặt để ở đâu? Đặt để trong người. Người nào? Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ, cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần. Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đó, Chúa tìm gì? Không để người trung tín. Là tôi là chắc chắn rồi phải không? Trung tín đây. Không để người gì? Trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần. Đâu ai muốn đi vào sự chết. Người nào cũng muốn tìm sự sống. Và trong Chúa như thế này: vì mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là tin lành đã được công bố cho anh em. Đó là kết luận một câu tối hôm nay. Cõi đời đời, đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là cõi đời đời. Tất cả có thể thiêu hủy được, tất cả có thể phá được, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời không thể phá hủy. Nhiều người muốn nhạo báng Đức Chúa Trời, nhiều người muốn dùng Kinh Thánh để
thông giải khác nhau. Nhiều người muốn dùng Kinh Thánh để đi trở thành tà giáo, nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ cho làm điều đó. Bởi vì Ngài biết là người trung tín của Ngài sẽ đứng lên mà đứng vững cho đến ngày cuối cùng. Để bởi vì sao? Bởi biết được con đường sự sống. Chúng ta không bị sự ngu muội của thế gian này làm mê hoặc, những điều mà mê tín của thế gian này. Theo Chúa không phải là mê tín, nhưng mà theo Chúa là chúng ta tìm cõi đời đời, mà tìm cõi đời đời chỉ ở trong lời Chúa mà thôi. Chúng ta